Dạ A Di Đà Phật. Dạ chúng con kính thưa chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Long, Thiện Thần, Hộ Pháp, Tăng Hư Không, Biến Cấp Pháp Giới và tất cả vô duyên chúng sanh. A Di Đà Phật. Chúng con kính thưa quý thầy, quý cô, quý sư phụ, quý huynh đệ đồng tu tỷ muội và toàn thể quý khán giả yêu thương. Hôm nay đầy đủ nhân viên thì cho phép chúng con giới thiệu quý cả nhà, quý khán giả trên toàn thế giới một cái quán chay rất là dễ thương. Đó là quán chay, đây là quán chay Bình An. Quán ở đây thì bán rất sớm cả nhà, quán bán khoảng thời gian từ 6 giờ sáng. 6 giờ sáng cho đến khoảng 19 giờ tối. Cho đến khoảng 20 giờ tối là đã dọn quán rồi cả nhà. A Di Đà Phật. Quán ở đây rất là dễ thương, thì bán rất là nhiều món như có món cơm và hủ tiếu mì. Hủ tiếu mì xào giòn, cơm chiên Dương Châu, lẩu chay và lẩu Thái, lẩu thập cẩm. Đây, giới thiệu cho cả nhà đây. Lẩu thập cẩm, lẩu nấm, lẩu măng, lẩu sa tế. Đây. Cái nhà này mà. Quán chay Bình An. Đây có số điện thoại đây cả nhà. Đây. Điện thoại 0909 269 460. Là gì đây mình? Quán rất dễ thương nha cả nhà, gì đây mình? Hiện giờ thì chúng con thấy quán rất là đông khách và quán có nhận phát gạo cho tháng 7. Nếu quý Phật tử hay quý khán giả nào trên toàn thế giới có nhu cầu phát gạo cho những người khó khăn cơ nhỡ thì quán ở đây nhận luôn. Nhận và phát gạo cho tháng 7 nha cả nhà, A Di Đà Phật. Phát gạo cho những người hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ, A Di Đà Phật. Quán ở đây có cái tủ băng sách kinh điển nha cả nhà. Tủ băng sách kinh điển rất là dễ thương. Nếu ai có nhu cầu đọc sách thì đến đây cũng được. Ở đây nếu mà giới thiệu cho bà con dễ tìm á, thì quý bà con đi cái hướng bên trái này á, thì mình đi từ cái cung đường ở đây thì nếu mà mình đi hướng Chợ Lớn vào cũng được cả nhà, hay là bến xe miền Tây cũng được. Còn nếu mà bên phải của chúng con á, là bên phải thì là ra đến đại lộ Võ Văn Kiệt. Nếu quý khán giả mà hỏi đường thì quý khán giả tại số nhà 71 đường Nguyễn Văn Luôn, ở đây là phường 10 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam, đi cũng dễ thôi cả nhà. Thì chúng ta sẽ đến cầu Phạm Văn Chí, cầu Phạm Nhân Chí đây, thì mình sẽ thấy quán cơm chay ở nằm ở phía bên tay trái, chúng ta nằm bên tay trái, rất là dễ tìm cả nhà. Thì quán có cái chương trình phóng sanh vào ngày mùng 2 và 16. Cả nhà ai có nhu cầu phát tâm thì liên hệ trực tiếp với cô chủ quán nha. Hay gì đó Phật. Con cảm ơn cả nhà rất nhiều. Dạ hôm nay thì chúng con đầy đủ nhân viên thì chúng con đi đến cái quán chay Bình An có chương trình phóng sanh vào ngày mùng 2 và 16, thì chúng con cũng xin phép. Ở đây cũng có cái bạn phát tâm tặng cơm cho mình. Ai có tặng cơm thì cứ ghi vô đây. Đó, tặng cơm, tặng gạo, tặng gì đó, mọi người cứ phát tâm, mọi người đây nha. Đây thì chúng con đến đây chia sẻ thương. A Di Đà Phật. Bồ Tát ơi, Bồ Tát phát tâm tặng cơm cho người nghèo. Cảm niệm công đức của Bồ Tát rất nhiều ạ. A Di Đà Phật. Cảm niệm công đức của Bồ Tát. A Di Đà Phật. Bồ Tát là lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát luôn. Bồ Tát có cảm nghĩ gì khi mà mỗi ngày đến đây chia sẻ yêu thương vậy? Mình đã phát tâm gì vậy? Cho bác tánh thằng trai làm lành, làm phước, làm thiện để dành hậu thân. Dạ. Dạ, chào huynh, chú huynh khỏe. Dạ, A Di Đà Phật. Trai có gia. Rồi, có muốn chia sẻ hay dặn dò gì cho những người hữu duyên không ạ? A Di Đà Phật. Làm sao mình phát được cái tâm rộng lớn như vậy A Di Đà Phật? Dạ, đây, cả nhà thấy không? Đó, tặng luôn cục kẹo luôn, cảm niệm đức. Dạ. Vậy là Bồ Tát mỗi ngày Bồ Tát sắc thuốc làm công quả đúng không? Dạ, làm cơm chay với làm thuốc nam với thuốc tây. À, giỏi quá. Tinh tú ở đâu người áo. Dạ. Lợi tinh tú. Mình có mở phòng mạch hay là mình đến nhà mình làm tại tư gia của người ta? Đó, đi từ thiện làm phước rồi nuôi đẻ mình viện. À dạ. Mình có ngại cung cấp địa chỉ và số điện thoại hay không? Rồi, làm sao mình biết số điện thoại, có nhớ số không? Không biết số của nó nữa. Giờ rồi, để cho người ta có nhu cầu chăm cứu hay là làm thuốc gì đó thì người ta liên hệ mình.
Dạ, và dạ, chúng con cũng thành tâm tri ân hết tất cả quý ân nhân, quý mạnh quân trong và ngoài nước đã làm cái đạo tràng này. Hồi trước ở đây ngập nước lắm cả nhà. Và dạ, đây là cái nơi mà phát gạo từ thiện, ngập nước lắm. Mọi người đã chung tay góp sức để làm được cái nền này cao ráo, khang trang đẹp đẽ như vậy. Cảm ơn mọi người đã đến đây ủng hộ quán, giờ quán có bán nhiều món cả nhà. Ghi xào, cơm chiên, bánh xèo, bánh khò, đuôi, bánh tèo, bán rất nhiều món nhà đến ăn ủng hộ. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Hiện nay thì có ai đến nhu cầu đến làm công quả thì cứ đến. Làm ở đây thì mùng 1 và 5 rất là đông. Mọi người đến đây chặt rau củ quả, thấy rau, làm phục vụ cúng dường, công đức vô lượng cả nhà. Như Đức Phật. Mùng 1 gần tháng 7 thì vẫn có phát gạo từ thiện nha cả nhà. Ai gì đặc biệt. Mọi người cảm ơn mọi người đã chung tay góp sức để chia sẻ yêu thương cho những người hoàn cảnh khó khăn cơ nhở. Ở đây cũng có cái chương trình phát tâm tặng cơm cho người nghèo hàng mỗi tối. Ai gì đặc biệt. Chưa đi nữa hả? Dạ chưa. Đây món bánh khọt cả nhà. Bán có bánh mì nè, buổi sáng thì có hủ tiếu mì, hủ tiếu sa tế, bún gạo xào, bánh tầm, bánh mì, bánh bò kho, phở, bún gạo, nuôi, bún chả giò và bánh canh. Dạ, bán bún thái, bún măng, và có rất nhiều món là khác nhau cho mọi người lựa chọn, đặc biệt là bánh giò hay gì đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có được 4-5 kg đi. Chiều chín mà con tưởng 500 chứ. Chiều chín là hả? Còn miễn có cái lóc luôn á là nó ra tới 2 triệu 9 rồi. Cũng như bé nó hỏi cá lóc không là nhiêu? Cá lóc không 900. 900. Hết luôn rồi 2 triệu 8 mà chú Hùng vô 300. Nó không đủ. Để đãi đi. Không. Chị lấy cái chê thôi, chiều chín không em? Chiều chín. Rồi, cái chê không chiều chín hả? Thôi chị lấy cái chê không được rồi. Nè, chị chín nè. Chịu chín nè, vậy mày căng căng cho mẹ 5 kg cá lóc luôn đi cậu. Hả? Hai chị nó thì dứt sức qua phà. Ở đó chịu chín phải không? Dạ được rồi, đưa cá lóc xuống luôn đây. Mẹ 300 con 500. Nè, cái này con gọi thêm 100 đi chị bé. Tại vì cá ngày nay bán không được luôn á, bạn biết không? Dạ nè, ở đây 300 nữa nè. Giờ em bé này phụng giờ hùng vô nữa nè. 200 là còn 600 gì là 300. Đó là 2 triệu 2 đó. Bán không được luôn á. Giờ ai với đại phận. Không ra phà đi, ra giữa sông. Hả? Ra giữa sông đi. Mua phà đi con trả tiền vé cho. Hả? Đâu có bà. Nhưng mà lớn đi dưới đó nó cứ nhắc người gì nó mới được chứ không phải là bà mình ấy. Ra sao cái trò đó là nó được nửa xong rồi. Cũng như bé nó nói ra sao cái phà này nè. Rồi. Đó cái phà đang đậu nè. Rồi. Mình ra sao đó. Trời nó tấp vô bờ không? Không, cái đó ra luôn đó mà trước cái sông rồi. Dạ. Này dạ. Cô bé ngoài thường, cô bé không sao?
tùy cô bé quyết định đi. Hả, thường thường hả, anh thì nhầm khi nước lớn thì chị cũng xuống rồi sao phà đó. Rồi, đi đi. Giờ nhầm khi nước rộng á thì có chiếc ghe nhỏ anh chạy cho giữa sông rồi thả. Rồi, tùy cô bé quyết định. Chiếc phà là cái gì không? Chiếc phà là cái gì? Xuống phà rồi ra sau đất phà thả ha. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, ok. Thì cô bé, thì cô quyết định nha. Anh đi đang phật. Cảm ơn sư cô Tĩnh Ngọc đã hồn phước với quán cơm chay bình an từ quận 6 rất nhiều. Đi xuống này ha cô. Ừ. Xuống té hả bộ? Cẩn thận nha, Di Đà Phật. À. Cẩn thận từ từ thôi Di Đà Phật ơi. Tàu em xuống dưới luôn đi. Dạ. Chừng nào đổ được cô béo bao lâu thả? Thả luôn đi các vị sư phụ. A Di Đà Phật, nhờ ba vị Bồ Tát thả giùm luôn. A Di Đà Phật. Cảm ơn các vị nhiều. Rồi. Anh Di Đà Phật. Rồi. À, còn một vị Bồ Tát ở đây nè, anh Di Đà Phật sót một vị nè. Anh Di Đà Phật. Còn một Bồ Tát cá con hơn là mình thấy được nè. À Di Đà Phật. Rồi cảm ơn các vị nhiều. Dạ, không sao. Cảm ơn nhiều Di Đà Phật. Dạ. Rồi, hành tâm cảm niệm công đức của tất cả quý ân nhân của đạo tràng của quán chay Bình An cũng như sư cô Tĩnh Ngọc tại Long Thành Đồng Nai rất nhiều, và cảm niệm công đức của quý vị ân nhân đã chung tay góp sức giúp cho quán chay Bình An của chúng con có điều kiện kết thiện duyên với chúng sanh mười phương, đa tạ công đức của toàn thể khán giả yêu thương trên toàn thế giới. Chúc cho quý khán giả nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, tâm nghị sự thành. A Di Đà Phật. Chúng con nguyện cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, tất cả chúng sanh được an lạc, quan hệ như vậy đó. Cảm ơn rất nhiều và kính chào, hẹn gặp lại toàn thể khán giả yêu thương. Đây là bến đò của Phú Định nha cả nhà. Bến đò này quận 6 qua quận 8 và qua Bình Điền cũng cả nhà.